Quý vị thân mến, hiện tại thì em Ngọc và em Dương đang có mặt tại nhà em Pó, cái gia đình của nhà em Pó. Cái nhà thì anh em cũng đòi thợ cũng đã gần như là thu hồi nóc xong rồi, nhưng mà do là vật liệu còn thiếu ấy, thì hôm nay em Ngọc cũng đã là bàn giao cho em Dương, hẹn người ta chở cái vật liệu vào. Hình như bây giờ người ta đang chở vào đúng không? Vâng, người ta đang chở vào rồi anh ạ. Chắc là một lúc nữa thì người ta sẽ đến đường dưới kia thì em đi nhận luôn. Vật liệu thì vẫn còn thiếu gạch ạ, thiếu gạch và thiếu thêm cả bột đá để làm cái bể phốt này và làm một số thứ nữa. Cái công trình của nhà em Pó ấy, ngày trước thì em Ngọc cũng thông báo luôn là ở cái gia đình nhà em Dính từ đầu là chỉ như ví dụ như gia đình nhà em Dính là chỉ có xây phần thô và lợp mái ngói pro, nhưng mà do là cái khoản tiền của nhà em Pó nhận được nhiều hơn nhà em Dính, cho nên là em Ngọc đã quyết định lập mà cái tấm tôn lạnh ấy quý vị. Do là cái nguồn quỹ của nhà em Pó em Ngọc nhận được nhiều hơn. Chắc là chỉ là lợp tôn lạnh và xây phần thô cũng như là láng nền về láng cái phần thềm cũng như là xung quanh nhà cho em Pó. Cái số tiền còn lại thì là mình để làm tạo kinh tế cho em Pó để phát triển sau này. Có thể là mình làm chuồng trại xong là mình tới mình sẽ mua con vật nuôi. Mình tạo cái cần câu cho em Pó để em Pó là sau này làm được tiền rồi thì bán được con vật nuôi đi. Xong là em có tiền em tự chát nhé. Dạ, được anh. Có thể cái số tiền đấy nó cũng có, nếu mà để mà chát nhà nó sẽ thừa cái số tiền để chát nhà, nhưng mà mình chát nhà đi rồi ấy, mình sẽ thiếu cái số tiền để mình làm tạo cho em Pó làm phát triển kinh tế sau này. Do là cái quãng đường từ huyện vào đây nó trên 30 cây, cho nên là cái cát ấy ở trên vùng cao này nó sẽ đắt hơn những cái huyện khác, tại vì huyện Mèo Vạc này nó thuộc cái huyện nó xa xôi nhất, với cả nó thuộc tùy từng địa bàn, tùy từng xã thôi. Cái xã này cái địa điểm chỗ nhà em Pó, cái khu mà đổ vật liệu ở dưới đường ấy thì cách thị trấn Mèo Vạc khoảng trên 30 cây, trên dưới 35 cây đấy, khoảng đấy. Cho nên là cái phí vận chuyển cái cát từ đấy vào thì nó dâng lên rất là cao, và mất thêm một lần từ ở ngoài cái chỗ đường lộ ấy là vận chuyển lên đây một lần nữa là phải thuê người ta ấy, cho nên là phí lại mất thêm một lần phí nữa và cái công của thợ nữa, cho nên là cộng dồn vào nó rất là nhiều tiền. Đấy, nhà em Pó cả diện tích cái nhà bếp và cái nhà to như thế này, như mọi nhà ngày trước em Ngọc ở thôn Ha Cá ấy, thì là cái nhà bếp ấy thì quây bằng cái ván ép với cả cái cột gỗ thôi, cho nên là cái diện tích nhà to ấy thì là nó sẽ hẹp hơn. Cái nhà em Pó này tính cả diện tích nhà bếp với cả nhà chính này ấy, thì là nó rộng hơn, cho nên là cái khối lượng cái cát để chát cho nhà em Pó ấy, nếu mà nhưng mà chát ấy thì là nó sẽ đội lên rất là cao, vì là ở vùng cao này cái cát nó phải kéo dưới xuôi lên ấy, cho nên là cho phép em Ngọc xin được là lợp mái tôn lạnh và xây phần thô để cái số tiền thừa còn lại sau này mình tạo và cho em Pó làm chuồng trại cũng như là mua con vật nuôi để phát triển kinh tế cho em sau này. Cho em cái cần câu thôi, để sau em có điều kiện em tự chát để cho nó có động lực làm. Thì bây giờ mọi thứ làm cho em hết sạch rồi ấy, thì là sau này em cảm giác là mình không có cái động lực để mình làm như thế. Thế là một. Hai nữa là cái số tiền đấy mình đổi lại mình làm được chuồng trại và mua được con vật nuôi ạ. Em Ngọc cũng rất là mong quý vị rất hết sức là thông cảm để như thế để tốt cho em Pó thôi, để cho em cũng có những cái con vật nuôi. Và cái chương trình nhà em Pó này ấy, thì là chắc chắn sẽ làm tốt hơn nhà em Dính. Quý vị cũng cho em Ngọc được xin lỗi một lời, là do là cái chương trình của nhà em Dính trước đó thì đúng cái dịp là em Ngọc bị nhiễm Covid-19, là em Ngọc phải vào khu cách ly tập trung, cũng không có thời gian vào đây để mình giám sát cái công trình nó chặt chẽ hơn, và những cái phần nào mà làm chưa hoàn thiện ấy thì là làm không được ưng ý cho lắm. Cái đấy thì điều đó thì các quý vị khán giả cũng biết, và em Ngọc cũng rất là mong quý vị hãy thông cảm cho em Ngọc và đội team của em Ngọc, do là em Cái cùng em Dương thì mấy anh em cũng không có ai có kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng ấy, cho nên là em Ngọc ở trong khu cách ly tập trung mình cũng không thể là trực tiếp đến đây được, cũng không nắm bắt được cái tình hình ấy, cho nên là sẽ hơi xấu hơn nhà em Pó. Từ cái chương trình để đi thì là những cái phần cửa rồi thì là mạch miếc mọi thứ ấy thì là làm nó sẽ làm miết nó kín hơn và xây nó đẹp hơn, chắc chắn đấy là cái vị nhìn này cũng biết. Và cái phần cửa này tất cả các mép cửa là đều chắc hết, để sau này mình lắp cái cửa vào ấy nó đỡ bị nứt, rồi thì là mọi thứ chắc hơn, nó sẽ chắc hơn đấy, từ cửa sổ mọi thứ hết ạ. Từ cửa sổ, cửa chính mọi thứ ấy thì là được chắc những cái mép hết ạ. Còn cái tường ấy thì là em Ngọc cũng có giám sát cũng như là nói đội thợ là để làm sao mà miết cái như cái mạch vữa này nó kín hơn,
đỡ bị thở vào là một hai nữa là nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm ấy. Thì cái chương trình đấy Ngọc sẽ chịu khó vào giám sát cũng như là mình trao đổi với cả anh em đội thợ hơn. Do là hôm nay anh em cũng có hết vật liệu rồi ấy, thì anh em cũng đội thợ cũng đã là nghỉ để chờ vật liệu. Hôm nay là cũng đã hẹn người ta mang cái vật liệu vào đây rồi. Cái này em Ngọc cũng đã bàn giao cho em Dương để liên hệ với cái bên vật liệu rồi. Còn cái phần vật liệu hôm nay mua thêm ấy thì là mua thêm tấm lợp này đúng không? Tấm lợp ngói Pro. Để là lợp cái nhà bếp ạ. Có nghĩa là cái nhà bếp ấy thì em Ngọc vẫn lợp bằng ngói Pro. Còn cái lợp mái tôn lạnh ở cái nhà to này này thì là lợp bằng mái tôn lạnh. Lợp mà cái nhà bếp bằng mái ngói Pro để sau này mình đun cái bếp củi ấy. Cái khói nó thốc lên nó đỡ hỏng phần mái, cho nên là mình tính giải pháp là chuyển từ mái ngói tôn lạnh thành mái ngói Pro. Đấy là đối với nhà bếp ạ. Còn nhà to này thì là mình đã là chuyển sang là mái tôn lạnh. Cái này cũng đã đo đạc và đặt ở bên huyện, tiệm huyện người ta lại đặt ở dưới thành phố lên. Do là cái tôn lạnh này ở vùng cao nó không có, ở trên huyện nó không có, phải đặt ở dưới thành phố ạ. Tôn lạnh phải đặt ở thành phố. Nhưng cái này mình đã đặt người ta ở huyện ấy, huyện người ta lại đặt từ thành phố lên, người ta mới kéo vào đây được. Tí nữa cái phần vật liệu đến ở dưới kia ấy thì tí nữa em xuống nhận nhá. Nhận xong là bố trí là lấy tấm lợp này với cả gạch mọi thứ vận chuyển lên để vào thông báo cho đội thợ người ta vào người ta làm cho nó nhanh ấy. Vâng. Mấy hôm nay trời nắng rồi ấy, thì mình cứ tranh thủ làm, sau mấy hôm nữa mưa mình đi lại nó khó khăn ấy. Vâng đúng ạ. Nếu như mà như chiều nay là chiều nay lát nữa đến nơi thì chiều cũng tranh thủ mình chở được. Vâng được ạ. Xong rồi bây giờ đến đâu thì mới tấm lợp mọi thứ, cái nào mà quan trọng là lấy lên trước, như tấm lợp phải mang lên trước này, gạch mang lên trước này. Vâng. Đấy đúng rồi, bôi bột mang đi sau. Em Ngọc cũng xin thông báo lại một lần nữa là cái nhà của em Pó này ấy, của mấy anh em trong tem cũng bàn bạc với nhau là lợp bằng mái tôn lạnh. Và cái nhà thì mình cứ để phần thô không chát, để cái phần số tiền còn lại chắc chắn sẽ thừa ạ. Và cái số tiền thừa đấy thì nếu mà để mà chát cho nhà em Pó ấy thì là thừa khả năng là để chát nhà em Pó. Nhưng mà quý vị sẽ thông cảm là cái số tiền đấy còn lại mình để tạo cho em Pó làm phát triển kinh tế để có con vật nuôi ạ. Nếu như mà mình chát đấy thì là cái nguồn kinh phí đội lên rất là cao, do là cái địa hình ở tùy từng khu vực. Khu vực này mình lấy cát vào nó rất là đắt đỏ, và cái quan trọng hơn nữa là mình thuê một lần cái đường lộ lên đây nữa, và cái tiền công của thợ nữa, cho nên là cái số tiền đấy mình có thể nuôi được, ví dụ như dê thì cũng có thể nuôi được thêm vài con, hoặc bò có thể là một con, ví dụ thế. Để cái số tiền đấy mình để mua con vật nuôi cho em ấy, để em ấy làm kinh tế, để em có điều kiện sau này em tự chát lên để có mình có tính phấn đấu để động lực hơn. Cho đúng như câu nói của các cụ là dạy con cách câu và cho đấy, con cái cần đấy, đừng con cho con cá. Đúng rồi, mình chỉ cho con cái cần câu thôi. Cái nhà em Dính có nhà không em? Em Dính vợ ở thì em Dính không biết là. Thế mình lên đây thăm nhà em Dính một tí, xong rồi tí nữa xuống nhận vật liệu sau. Có nhà nhỉ? Vợ nhà ấy, vợ Dính vẫn còn ở, không biết là đi đâu. Cái phần cửa mọi thứ ấy, cửa sổ, cửa chính ấy thì là ngày trước cái nhà em Dính ấy làm nó hơi xấu một tí. Cái này em Ngọc đã trao đổi lại đội thợ rồi. Mấy hôm nữa anh em đội thợ người ta sẽ sửa lại cho. Những cái phần nào chưa được ưng ý cho lắm thì cái này em Ngọc đã trao đổi lại với anh em đội thợ là yêu cầu họ sửa lại cho rồi ạ. Nên quý vị cứ yên tâm. Tại vì là trước đấy em Ngọc cũng không có thời gian ở đây mà để trực tiếp mình giám sát cái công trình ấy. Cho nên là sẽ không được ưng ý cho lắm. Em Ngọc cũng rất là hy vọng quý vị hãy thông cảm ạ. Còn cái chuồng bò của nhà em Dính ấy thì là hôm nọ đã tách ra rồi. Trồng đâu? Thằng tim mới gì nè? Thằng tim nó nè thóc cái chín đầu trên nọ. Ăn nè, ăn nè. Đi đâu? Em Dính đi đâu em? Nếu mới gì đâu? Nếu muốn đó nè là thóc chi đọc qua chi bớt chín đầu chứ. À. Là cái phân bò ra. À, đi ra dọn phân bò vào còn để mà mấy nữa chắc là trồng trồng ngô. Đi dọn phân bò à? Tận tận mái đâu nhỉ? Ở bên nhà mẹ của em Dính ở bên kia nhà nhỉ? Mẹ. Vâng. Ô phần này cái chuồng này làm bưng xong nó không phải tách dê ra. Tách rồi mà. Ô tao tận bưng nó không tách dê ra, bảo tách dê ra mà. Ô hôm nọ đây em với em Dính cũng đã hoàn thiện được cái chuồng rồi. Bảo em nhưng mà em bảo tách dê ra đi. Chả biết chỉ cho chỉ cho ít hơn à. Chó mà cho một sái mà tí thôi là nhị chát lỗ kè chạy một to mà tôi nhu phi ngon go à tí chát ok mà thì tí thì chỉ go à ban ngày thả đi chăn ấy về lấy về thì để sang bên kia thì con mới khó là bò nó nhiều như kiểu quen với nhau rồi quen với nhau rồi á. Nhưng mà để bên này buộc bên này đừng mà về mỗi hôm thời gian nó không quen. Hôm đó anh Ngọc cũng có là nó bảo anh em mua thêm cái máng máng xanh này vào, cái máng này để cho bò, cái máng này là máng thùng phi bằng phi nhựa.
Còn cái máng gỗ bên kia thì mình để cho dê. Với bảo em mới tách ra đi, để như này nó bí quá. À, cho chị cho mù sát tím khi mà thì nó nhỏ bên đông nhỏ cỏ cả nè mà nhỏ dê mà chạy mới kho mà tự nhu xin ngon kho mà này em kho kho xin quá thì em dính về thì bảo cho em dính sát tím. Tí nữa tay ra nhá. Nhớ nhìn mà bỏ cái chuồng sửa cho rồi tay ra nhá. Đi chặt chìm mũi sát tí một nhá. Thì nửa là pho pho open đông nửa nhau cả nửa nhau thế. Nó ở mỗi mấy hôm nó ở quen nó khác ở là. Chúng ta bảo cứ ra đi để nó bí lắm bí. Không em bỏ ra sang bên đấy cho. Ra đi ra qua này đi. Vâng. Mở một cửa. Cứ thả đi ăn này em. Nhìn phát trong một nào lắm. À. Bù dài dài mà có bù gần đây nó mới ăn máng cỏ này được chứ em? Vâng. Đấy, bù từ cái này này. Gần đây để cho máng cỏ này. Bù dài dài ra không là nó ấy. Nhưng mà cái này cũng không tuột được rồi mà cái chuồng này cũng. À, hôm qua thì anh Ngọc cũng có đọc được những cái comment của các cô bác góp ý ở phần dưới bình luận của kênh em Ngọc ấy, bảo là cái chuồng của nhà em dính chắc là các cô bác ấy thì là có một số cô bác xem video không rõ hoặc là có những cái video lên ấy thì là các bác chưa kịp xem những cái video đấy, tại vì đội team của em Ngọc tất cả là có 3 kênh, kênh Linh Văn Ngọc này, kênh Bản Sắc Dân Tộc Tem này và kênh chính là kênh Bản Sắc Dân Tộc. Trong một ngày có thể đăng lên 3 nội dung, tức là 3 video thì cũng có là có khả năng là các cô bác xem chưa được hết những cái video đấy. Là các cô bác bảo là cái chuồng bò ở bên này thì dựng khung lên là anh em cũng không quan tâm đến, chỉ là để cái khung không bưng be vào, không sửa lại cho gia đình ấy. Thì là đây ạ, cái này bưng hết rồi nhá cô bác nhá. Bưng hết rồi, bưng cái này là mấy hôm, cách mấy hôm về trước rồi đúng không? Vâng, cái này cũng làm lâu rồi, trước là khi mà em cùng với em dính sửa cái chuồng bò thì là lúc đấy cũng là bưng luôn rồi. Đấy, bưng hết rồi, có nghĩa là bưng khá lâu rồi ạ. Chứ không phải là không bưng mà bỏ không ạ, có đây hết rồi. Mà hôm nọ cũng dắt cái cây dê quay qua bên này tách cho nhà hai vợ chồng rồi đúng không? Vâng, hôm đấy cũng tách ra rồi. Nhưng mà sau khi tách ra em đội team em Ngọc về ấy, thì gia đình lại dắt qua đấy. Thì cho nên là cái phần đấy em Ngọc, đội team của em Ngọc lại không kiểm soát được ở tối ở lại. Với cả mình chỉ bảo một hai lần thôi, các em có nhận thức ấy. Mỗi lần vào đấy mình cũng bảo các em nó dần dần. Đấy, cái này là cũng nghe vợ dính chia sẻ là do là đây hiện tại con bò ấy thì là mấy thời gian trước rồi. Là ở quen với dê thì bây giờ dắt dê sang bên này là con bò nhỡ cái chuồng bên đây kia. Nên là ở quen rồi. Vâng, 3 ngày thả đi chăn thì em mới để ở bên kia thôi, không phải là hai vợ chồng em dính là không tách ra. Mà cái này là do con bò nữa. Cái chuồng này là đã bưng rồi nhá cô bác nhá. Cô bác nào xem video này thì chắc là cũng nắm bắt được cái phần chuồng này là đội team em Ngọc cũng vào đấy hộ sửa sang hết rồi. Những cái vết này là lâu rồi thì nó mới cũ như thế này ạ. Thì mình phải sửa lâu rồi nó mới cũ như này chứ không phải mới sửa đâu. Đấy, cho nên là em Ngọc cũng rất là hy vọng cô bác xem được video này cũng nắm bắt được là cái chuồng ở bên này chứ không phải bỏ không nữa mà là đã làm rồi, không phải là bỏ mặc kệ gia đình nữa. Đấy, cho nên là anh Ngọc cũng rất là hy vọng cô bác thông cảm. Em có hộ em dính nhất cái tấm ván này ra anh có. Không để buổi tối em dính bằng tre. Vâng. Hôm nay thì đội em Ngọc vào đây cũng có tính là chủ trương vào để là nhận cái vật liệu của nhà em Pó. Nhưng mà vừa rồi này em Dương cũng có nhận được cái cuộc gọi ở bên người ta chở vật liệu ấy. Người ta bảo xe người ta đang gặp sự cố ấy. Cho nên là người ta lại chưa mang vào được ngay. Người ta lại bảo là 1-2 hôm nữa à? Vâng, thì thấy bảo là 1-2 hôm nữa. Nên bây giờ hiện tại xe vẫn chưa xử lý xong cái sự cố đấy. Nhưng mà chắc cũng phải khá là lâu. Nhưng mà em cũng hỏi qua bên đấy mà anh đấy, nếu mà thông cảm cho anh đấy, nếu mà được thì anh em nếu vội thì anh em cứ liên hệ với chỗ khác cũng được, nơi khác cũng được, nhưng mà thế. Ừ, thế thì nếu mà ấy thì mình cứ tí nữa thử thể liên hệ xe khác xem. Vâng. Tại vì mình sẽ gặp sự cố không biết là bao giờ người ta mới xử lý xong sự cố ấy, cho nên là nó sợ nó cũng sẽ là muộn đi, tại vì thời tiết nó đang đẹp ấy. Bây giờ chắc là sẽ bàn giao cho anh em qua bên nhà cháu Say đúng không? Vâng, nhà cháu là Say. Có cái phần quà, một bao quà của các cô bác gửi đến cho gia đình nhà cháu Say. À, còn cái cụ thể cái quà trong đó là gì mà tên là cô bác nào gửi thì là tí nó sẽ là mình đọc trên cái bao bì của cô bác nào gửi ấy.
À, bây giờ đấy qua bên Treo Say là thuộc địa phận của xã khác ạ. Từ đây đi là khoảng mấy cây nữa nhỉ? Khoảng tầm 15-16 cây. 15-16 cây khoảng đấy. Thì bây giờ anh sẽ bàn giao cho em qua để mang cái phần quà của bác đến cái gia đình nhà Treo Say nhé. Muộn rồi nhé, bọn anh chắc là sẽ đi để bố trí đi để hôm nào vào anh em đội thợ hoặc là vật liệu vào, hôm nay vật liệu thì không vào được ấy. Vâng. Xe người ta cũng báo là sự cố em. Vâng, thế bảo chắc là ngày mai ngày kia có gì anh sẽ liên lạc lại nhé. Vâng, được, thế thì về nhà uống nước nữa. Ờ, đi xuống nhà em tí xong là bọn anh sẽ còn qua đấy nhỉ. Vâng. Đây có tất cả có 2 thùng đồ, một bao và một thùng. Còn cái bao này là của anh chị Trung Nhụ và anh chị Thiện Uyển, địa chỉ là ở dưới Gia Lâm, Hà Nội. Ở đây anh chị cũng có nói là gửi cho em Pó để chia cho những người làm nhà cho em Pó, tức là cho anh em đội thợ đúng không? Đây là cho anh em đội thợ. Tại vì hôm nay anh em đội thợ ấy cũng không vào làm ấy, thì chắc là cái này là sẽ là gửi lại cho em Pó nhá. Rồi hôm nay anh em đội thợ vào thì em mở ra chia cho anh em hộ anh nhá. Ở đây thì do anh em cũng không vào làm cho nên là cái bao này em sẽ để nguyên đai linh kiện này để hôm nào bàn giao cho em Pó để chia cho anh em đội thợ nhá. Ở đây là có anh chị gia đình, các anh chị cũng có nói là để cho chia cho người làm nhà cho em Pó. Chắc là anh em đội thợ rồi nhá. Cái này em cất cho anh nhá. Cất cho vào hộ anh, còn cái bao này để mang đi hoàn cảnh của gia đình ở bên xã khác. Vâng, thế thì em xin gửi lời cảm ơn tới anh chị rất là có tấm lòng tốt và rất là yêu thương đến gia đình, thì gửi cái bao quần áo này để mà phát cho những anh mà làm nhà cho em nữa, thì em xin anh chị sẽ hết sức thông cảm và chúc anh chị gặp nhiều may mắn và có nhiều sức khỏe, thành công cuộc sống ạ. Bây giờ em Dương cũng đang có mặt tại chỗ nhà Treo Say ở bên Phiên Tòng, xã Niêm Tòng ấy. Hôm nay em Dương vào cũng chỉ chủ yếu là mang cái phần quà của bà Loan ở Thái Nguyên. Cái bà cũng có ghi là gửi cháu Lâm Văn Ngọc quần áo từ thiện, nhờ cháu Ngọc và cháu Dương chuyển tới năm cháu bé, bố say xỉn, mẹ bỏ đi. Đấy, em Dương hôm nay em Dương cũng đang mang vào, và bây giờ hiện tại em Treo Say đang đây thì em Dương mang đi phát cho Treo Say luôn ạ. Đấy, chú Treo Say nhá. Đây, chú mang quà vào đây này. Say mở cửa cho chú đi. Em bé, ôi sao mặt em đứt kìa. Đi. Đây đây. Cái cánh cửa bị mắc ở đâu rồi đấy? Cái cánh cửa này hỏng rồi. Rồi đi vào nhà đi xanh. Mua chi trong một chút gươm. Rồi, xây ra đây. Xây ra đây chứa đây. Thế ăn cơm chưa? Ăn chưa? Ăn cơm chưa? Ăn rồi đúng không? Thế em này ăn chưa? Em bé ăn chưa? Ăn rồi đúng không? Các chị đi đâu rồi? Đi chơi. Đi chơi rồi á? Ừ. Các chị đi chơi rồi. Thế là để cho xây tự ở nhà với em thôi à? Hai chú thấy cái chỗ bếp kia đang đun cái gì đấy? Cho tao quá chị à? Cho tao có món đó. Nên chú xem lại ăn cái gì đấy, xem cái gì đây. Ô, cái nồi cơm. À, đấy chắc là ăn cơm hết rồi phải không? Nó mọt tai rồi, nhỏ nhỏ. Này, nó thay đi bó rồi. Hả? Nó thay bó rồi. À, vào đây. Cái chỗ gạo, ống nọ em Dương không vào được ấy. Thì anh thầy cũng mang vào thì giờ. Hả? À, vẫn còn một ít đây, vẫn còn một bao. Cháu Say cũng có nói đây. Chỉ em Dương lại ở trên này vẫn còn đây, vẫn còn một bao nữa. Thì bao giờ ăn hết cái chỗ kia, hãng mang cái bao kia xuống nhá. Các chị có lấy xuống được không? Không thì đi nhờ cái chú ở nhà bên cạnh kia đi lấy xuống cho nhá. Nặng quá ấy, nhá. Bà Loan có gửi cái phần quà này cho Say ấy. Say có biết nói lời cảm ơn bà Loan được không? Không biết. Không biết là biết. Say bảo nhá. Cháu Say cảm ơn bà Loan một tí. Đây. Say nhìn vào màn hình, nhìn vào cái camera. Say nói, cháu Say cảm ơn bà Loan. Cháu Say cảm ơn bà Loan. Đã gửi quà. Cho cháu Say. Đấy, cháu Say cảm ơn rất nhiều. Cháu Say cảm ơn rất nhiều. À, đây. Bởi vì là cháu Say hiện tại cũng chỉ đang học lớp 2 thôi, cháu cũng không nói được nhiều ấy. Thì bà con ở đây chủ yếu là xuất phát điểm là người dân tộc, đi học một cái gọi là một ngôn ngữ khác thì rất là khó quý cô bác ạ. Nên thì cháu Dương cũng xin thay mặt cháu Say gửi lời cảm ơn tới bà Loan đã gửi cái phần quà này đến cho cháu Say.
Chúc bà cũng như toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Thế bây giờ em Dương sẽ xin phép được mở cái phần quà ra. Lát nữa em Dương sẽ đi rửa mặt cho cháu bé này, mặt bởi vì là bây giờ các bé cũng chỉ tự ở nhà thôi ấy, thì là cũng không biết chăm sóc với nhau. Say nhá, bây giờ mình ở nhà thì bố không ở thì chịu khó bảo các chị này. Thì chị là đi chơi ở tận đâu đây? Đi chơi ở kia. Ừ, xong bảo chị rửa mặt cho em nữa nhá. Đó. Ừ. Thế dạo này có đi học nữa không? Đi. À, vẫn đi học mà đúng không? Nhưng mà chú thấy là bây giờ là đang dịch quá là mình các thầy cô cho nghỉ mà đúng không? Phải. Ừ, bao giờ mà các cô mà đi gọi đi học thì lại đi học nhá. Đó. Không được nghỉ học đâu nhá. Đó. Ừ. Thế buổi tối ở tự ngủ có sợ lắm không? À say? Không sợ à? Thế có ai về ngủ cùng không? Cùng với các chị ngủ thôi đúng không? Phải. À. Đây, má Loan có gửi quần áo cho cháu cho Say này. Đây có cái áo này to rồi chắc để cho chị nhá. Bây giờ thật sự là ở đây cũng hơi không có cái gì để đệm ấy. Hôm nay em Dương cho xem. À đây, bà Loan gửi bánh kẹo cho Say nữa này. Nó khác tính không? Hả? Nó nhé. Để chú bốc kẹo cho nhá. Đây ăn bánh này. Hay sao thế? Sao thế? Ừ, đấy ăn bánh nhá. Hay Say này ăn bánh chị này. Chị ở kia. Chị ở kia, chị đâu rồi? Thế Say gọi chị về đi. Cá chỉ cá. Có ngon không? Mì lò đi. Có ngon không? Cá chỉ cá. Ừ, ngon lắm nhỉ. Đây Say này, của Say này. Lấy cho em nữa nhá. Đây trong này có kẹo nữa nhá. Tí nữa Say lấy các chị lấy chia nhau ăn nhá. Ăn ít thôi xong là để ngày mai người kia ăn nữa nhá. Đây cái áo này không biết cháu Say mà có vừa không. Cái này hơi to nhỉ. Để cho chị nhá. Để chú xem là có cái nào mà cháu Say mà vừa không. Cái này cũng là quần con gái à. Đây. Hỏi cái quần này đây. Không biết là cháu Say có mà vừa. Sao lại vứt như thế. Nhặt lên đi. Hết được cái vỏ hết được. Sao vào bếp đi. Chú tìm cái áo này cho không sợ cho Say nhá. Áo này là áo khoác này, cái áo này là áo chỗ con gái rồi. Thì nữa chị về thì bảo chị xem có cái nào chị các chị mặc vừa thì chị chia nhau lấy nhá Say nhá. Đây có cái quần này Say mặc vừa đấy nhưng mà cái ống là hơi to cái bên trên hơi to một tí. Vừa không? À, đẹp không? Đẹp. Đẹp nhá. Mặc mặc cái này có thấy mát không? Mát. Ừ, hôm nay trời nắng nóng này thì không phải mặc áo len đâu nhá. Nắng nóng rồi thì mình mặc áo cộc tay như này để cho mát nhé. Đây để chú tìm một cái cho em bé này. Đây. Khó nhỉ, bởi không có chỗ để đặt đây. Cái này áo con gái lấy cho chị nhá. Cái này là cho em trai này nhá. Thì cho em trai mặc vừa cái này mà. Say mà cũng vừa cái này mà đúng không? Hay thử xem nào. Hơi ngắn, thì chắc cho em trai nhá. Em Dương cũng đã lựa được một bộ thay cho em Say với lại em trai của em Say. Dép đâu rồi Say? Dép đâu rồi? Có dép không? Say có dép không? Có à? Đi dép rồi chứ? Không đi gặp gai chọc ở chân này. Nhá, đi dép rồi nhá. Đây, em trai của em Say cũng em Dương đã lựa được một bộ đây. Còn lại số quần áo trong này thì em Dương đã phân ra chỗ nào góc nào là của em Say, góc nào của
các chị mà vừa thì để bây giờ hiện tại các chị của em Say thì cũng đi chơi rồi không ở đây nữa, thì em Dương sẽ dặn cho em Say là tối các chị về thì các chị thử xem ai mặc vừa bộ nào thì là sẽ lấy bộ đấy ạ. Vì là biết các chị đi chơi xa cũng gọi không được ấy, thì các bác cũng hết sức thông cảm. Say nhá, còn chỗ kẹo này nhá, thì lấy nhớ lấy để xong là lát nữa các chị về cho các chị ăn nữa nhá. Ăn xong là để ngày mai nữa nhá, để chú bốc cho này. Đấy. Có ngon không? Ca chị ca. Ngon lắm nhè. Tí nữa chú rửa mặt cho nhá, cái mặt nem nhem quá. Say ra đây chú bảo nè. Em bé ra đây. Áo này không mặc thì gấp gọn vào nhá. Tay dùng cái chi nhá, gấp gọn vào lấy để gọn gàng vào. Xong bảo các chị giặt quần áo cho đi. Quần áo vẩn hết rồi đây này. Nhá. Đi Say đi lên đây chú dậy gấp áo này. Cẩn thận dâm xuống lỗ nha. Đây này. Say gấp áo này. Đặt hai con cái tay áo lên như thế này. Cái áo này vuông vắn mà nhá. Xong gấp có cái mũ thì gấp cái mũ xuống này. Được chưa? Đây, gấp thế này. Nhá. Rồi gấp lại một lần như thế này nữa. Được chưa? Xong để trong góc khi cho gọn đi. Bỏ cái túi này đựng cái gì đây? Quần áo à? À thế thì lấy vào trong này nhá. Đây cái chăn này đưa bố không ngủ thì cũng gấp gọn vào. Cái này là cái lõi chăn bây giờ rách cũng rách rồi đây này. Đây là bây giờ trời Say tự thử gấp là các chị cũng bỏ áo linh tinh thế này. Bảo chị gấp quần áo gọn gàng một chứ. Nhá. Đây. Là Say thử gấp cho nào. Gấp cái quần này. Gấp hai bên này vào đây. Mà cái quần này bẩn quá rồi, xong rồi gấp để đây, xong rồi tí nữa bảo chị về thì bảo chị giặt đi nhá, để cho bố nhá. Đấy, để đây. Là Say thử gấp cái áo này xem nào, chú xem nào. Say gấp vào nào. Đây. Gấp hai bên này vào đây. Hả? Bẩn rồi. Thế thì cứ gấp vào để đấy, xong rồi bài mai chị giặt đi nhá. Đây. Nào, lấy cái mũ xuống. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Để như thế này cũng được. Xong là để lên đây. Thì nữa là nhớ là bảo chị giặt quần áo đi cho nhá. Rồi. Đây gấp hết cái chỗ này vào đi. Không có cái chậu ở Say. Hả? Nơi đây nè. Chưa sạch đâu. Lại nào ngồi xuống. Rộng rộng rộng. Chút tị chút tị. Đây này, cái mẹ cái tay đen xì đây này. Rồi chê chê này. Rửa chân tay đi nhá. Rửa mặt mũi đi nhá. Sáng nào dậy sớm về cũng phải rửa mặt đi nhá. Hay nhá. Rửa cho em nữa. Bây giờ mình lớn hơn rồi, mình được đi học, mình biết hơn rồi đúng không? Đúng rồi. Thế nhà Say là không có cái khăn mặt nào phải không? Hả? Chỉ mua lúc vừa cho mùa nào? À. Thế để hôm nào chú vào chú lấy mua vào cho nhá. Tại là quý cô bác ấy hết sức thông cảm bởi vì thời gian vừa rồi này, hôm trước là anh Cấy cũng vào, là em Dương cũng vào nữa, em Dương cũng không để ý lắm. Em Dương cũng không được hỏi em Say ấy, thì cũng không biết là nhà cũng không có khăn mặt. Đấy, rửa mặt xong thì mặt sáng sủa hơn rồi. Đúng không? Đẹp hơn rồi. Say rửa được chưa? Tự biết rửa không? Biết. Đấy, rửa đi. Cái măng măng này là mình tự đi kiếm à, giờ Say? Hả? Say đi lấy hay là các chị đi lấy đấy? Chị đi lấy à? Lấy về để ăn đúng không? Nhưng mà có biết bóc ăn không? Chị có biết bóc ăn không? À. Đây quý cô bác, do là bây giờ các cháu cũng tự ở ấy thì không có cái ăn nên các cháu cũng đi kiếm măng về. Bởi vì ở quanh đây thì cũng cây cây
trúc, à cái vầu chứ, cũng có khá là nhiều thì các cháu đi kiếm mang về để ăn đây. Quý các bác ạ, đây các cháu vừa đi kiếm về, đây có hai cây ở trong củi tấu, có mấy cây nữa. Ê, chú để đây nhá, xong là tối và các chị làm ăn nhá. Chú dặn này, nhớ là bao giờ hết ăn hết cái chỗ gạo chỗ kia thì bảo các chị là đi nhờ chú ở bên kia về lấy cái bao gạo trên kia về nhá, không nặng quá các chị không lấy được lại rơi sàn này. Dạ. Nhá. Dạ. Nhờ bảo các chú xong là nấu cơm ăn cẩn thận vào nhá. Dạ. Ừ. Không được đi chơi nhiều, nó bao giờ đi học thì các cô đi gọi đi học thì nhớ đi học như chưa. Dạ. Đó. Đẹp quý cô bác ạ, hôm nay chủ yếu là em Dương cùng với lại anh Ngọc về để mà cập nhật cái tình hình cái chỗ nhà của nhà em Pó. Sau đó thì anh Ngọc có chút công việc bận ấy, thì em Dương vào phát cái phần quà của bà Loan ở Thái Nguyên cho nhà cháu Say. Còn bây giờ em Dương có chút còn phải đi những cái công trình khác nữa, em Dương cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin hẹn quý vị ở cái video tiếp theo ạ.